Trời, bây giờ mà kêu tôi lấy áo khoác là tôi không biết lấy áo khoác ở đâu luôn á. Nó nằm trong bao nào ta? Bây giờ lên đồ người lớn nha. Lên đồ người lớn một ít nữa là xong nè. Em còn cái áo, một cái áo sơ mi của Nam nè mấy chế ơi, một cái áo sơ mi của Nam 250 nè, bán 65.000 luôn, chứ nào hốt được thì hốt liền luôn đi. Đây nè, 250 nha. 250 nha, hàng này là hàng xịn luôn, chất nè. Áo khoác áo sơ mi nhưng mà chất của nó giống như là chất kaki vậy á, cái kaki jean vậy á. Đây sơ mi màu đỏ nè, sơ mi cổ tàu nè, dành cho mấy ba là tầm khoảng 65 kg đô lại nha, 65 kg đô lại. 65 cao trên 1m7 là toàn khoảng 68 kg đô lại luôn. Dưới 1m còn 1m65 nó đổ lại thì tầm khoảng 65 kg thôi, mã đỏ nha, 65.000 mã đỏ nè, sơ mi nè. Họ đẹp lắm, 250 bán 65.000 nè, tại vì không có chuyên. Không có chuyên đồ người lớn. Đây, đây một cái quần đuổi của Nam nha mấy chế ơi, quần chất đuổi của Nam nè. Cái quần này hồi trước em nhập là đến 90 mấy ngàn, là bán 125 á. Áo sơ mi Nam của Lô Thúy Phượng. Áo sơ mi Nam của Lô Thúy Phượng nè, 65.000 rồi. Cái quần chất đuổi là của Nam. Của Nam này là tầm khoảng 60 kg thôi nha. Nam này là tầm khoảng 62 kg đô lại là vừa. Nam này 60 kg, 62 kg là đổ lại là vừa nha. 60-62 kg đổ lại là vừa. Chất đuổi nè, thấy không? Cái quần ca, quần chất đuổi của Nam nha mấy chế ơi. Quần này em xe cho mấy chế là 69.000 luôn, size XL. Size XL mà form nhỏ nha, 65-68, 62 kg đổ lại thôi. Ai lấy cho em mã quần đuổi nha. Mã quần đuổi là màu xanh đen dễ mặc lắm nè, mã quần đuổi. Trời, áo nữ nè. Xem cái áo này cho mấy chế 55k luôn. Áo này đẹp quá, 55k nha. 55k. 55k của người lớn nè, mã hồng giùm cho em đi. Mã hồng nha mấy chế nha. Trời, ủi đá nè, đẹp không? 55k mã hồng nha. Hộp này là hộp đá luôn á. Hộp này ở trong là hộp đá luôn nè. Rồi 5k, 55k mã hồng nha. Áo này người ta bán 100 mấy, 200 á. Rồi cái này mong bao trần, cái này chị mặc còn thấy rộng nữa nè. Đây, mong bao trần mặc cái này không? Đây cái áo này người ta bán 250 luôn mẹ ơi, người ta bán 250 cái áo này nè nha. Bán 55.000 mã hồng giùm em. Thế là còn muốn mua nữa không? Comment chấm cho em một tiếng còn icon nữa không? Ý là lai sơ mi áo nam á. À bà Lê Thúy Phượng đấy, lai sơ mi áo nam chứ không phải bà lấy màu đỏ. Rồi đây nè, sơ mi nam nè mấy má ơi. Vậy bé không lấy màu đỏ hả? Ừ, sơ mi nam này nè, nhưng mà cái màu nam này tầm khoảng 55-58 kg đô lại thôi nha. 58 kg đô lại, cao trên 1m65 thì 60 kg. Rồi ví dụ không, cái này là 58 kg đô lại thôi nè. Quần nhỏ, mong Trần ơi, quần anh An mặc chật chị mới bán hết chứ. Quần chị mua cho ông An mặc mà ông An không chật nên chị bán lại, ông An 65 kg. Rồi, quần nó tầm khoảng 62 kg là mặc đẹp. Rồi đây nha. Áo sơ mi màu trắng nè, mấy chế ơi, trắng kem nè. Áo sơ mi này xe cho mấy chế 59.000 luôn, mã trắng nha, tay nhỏ nha, 58 kg đổ lại thôi, tay nhỏ xíu à, mã trắng. Màu đỏ cũng vậy, màu đỏ cũng 58 kg đổ lại luôn, mã đỏ đô, hai chất là giống nhau nha, rất là đẹp luôn. Đồ nữ hả? Đồ nữ đây, tôi cầm lên cái này tôi lai cái đó luôn. Đây một cái áo len mỏng nha, mặc ở đây cũng được luôn nha, len mỏng. Đây rất là đẹp con này, hàng Quảng Châu nè. Áo này xe cho mấy chế 55.000 luôn, 55.000 mã cam, 55.000 mã cam. Hàng này là hàng 200 mấy không đó nè, 220 không nè, thấy không, 220 bấm giá sale luôn nè, 220 luôn nè, chứ không phải giá người ta bán nữa. Cái áo màu đen này em còn một cái nè, cái áo này là 65.000 nha, áo này 65.000 mã bi. Rồi một cái áo hồng Hàn Quốc luôn, 250 nè, sale 65.000 luôn. Áo này màu hồng nha, mã hồng giùm em luôn. Rồi, cái này cũng 65.000 luôn. Trời ơi, nãy giờ tôi bán rẻ quá mà. Cái áo này mà em mặc lên form mấy chứ mới thấy nó đẹp cỡ nào luôn á. Đây cái áo này thì 280 lận. Áo này thì 280 lận, nó bắn đinh hột rất là chắc chắn bên trong nè, thấy không? Nó bắn đinh luôn á. Mã xám nha, mã xám 65.000 luôn. Áo len đỏ cam, đúng chính xác nó luôn, áo len đỏ cam. Cam đất chứ không phải đỏ cam đâu nha, cam đất á. Đẹp lắm. Rồi, áo len nó bán cho 59.000. Ây da, mệt. Rồi, còn con Hello Kitty này bấm chữ tặng đi, tặng cho người thứ 5 luôn nè. Tặng cho người thứ 5. Rồi cái quần này 15k luôn, mã tím, 15k mã tím, 9 11 kg, 9 11 kg mã tím giùm em luôn đi nha. Rồi, hồng bao nhiêu ký?